Con ra đây. Chuẩn là được. Như cái ngày xưa có thằng Hưng ở trên Đồng Cạn này, cho ông thuốc kiểu như bột trắng như là ma túy, ngậm vào hết đau cái xong bụng hết dạ dày. Không. Hết dạ dày. Cái này không được. Cái này đây là thuốc. Đây là thuốc tàu. Nó giảm đau thuốc tàu. Bụng hết ngoại hóa. Đại tử. Cái này của cháu là nó khét mò lên bắt nó buồn như kiến nó bò hết lượt ấy. Trong hết ngày thứ 10 đi nó mới rút dần nhưng mà uống cái này thì làm một viên bằng nào? Bằng đầu ngón tay này thôi. Trước cái thằng ở xã này cho tôi uống, nhưng mà sau bụng có dày đấy phải đi
Ông không thể uống được. Phải đi cần thiết quá nữa, còn thiết ông dùng với colasin của không để cháu cho bác xem cái này nó là cái xương nó rất thơm, nó không mua cái gì cả, cho nên là cái này cả anh đi xét nghiệm nhé, nếu có một vị yếu tê em đền anh hàng 10 triệu ngay, không bao giờ có vị yếu tê, chỉ có xương mới làm có được hay không được đấy, chứ còn không bao giờ chúng cháu có. Thì không phải người chế tạo sợ thằng không cháu tạo. Cháu trực tiếp cháu làm đấy, thế được trực tiếp cháu làm đấy, khỏi không không biết nhưng mà đừng độc hại con người được. Nhiều trường hợp là người ta nghiền thuốc tây vào tí nữa em nó thơm như thính chỉ có ăn nó có cái gì đâu, nhất khi ăn và ăn bình thường mà. Chị ra ăn không đây, chị đây về bình thường vấn đề. Như gạo rang thơm ăn đấy, tương, như tương. Ai bảo như gạo rang nó tương như tương chắc ở sáu xương nên nó kết hợp theo một tí hoài để cho nó thơm thơm lên để nó dễ nuốt. Nói chung là nếu mà giảm thì cứ cắt liên tục của chị cũng được, cái phúc của chủ lòng tay biết thế nào đây. Đấy, nhưng mà không nói với chị lại được biết thế nào rồi em. Thuốc không nếu mà không khói không khói nhưng mà đừng độc với con người được. Đúng đúng, đúng nói chuẩn đấy. Nếu độc với con người không được. Chị này này, chị giúp được cái gì giúp. Nếu khỏi, còn nếu không hợp thuốc khỏi nó không ưa thì các bạn tìm người khác. Đừng không hợp không hợp thuốc thì đừng mình làm độc hại. Mình phụ cho người ta thì có cả mình đi cứu người ta, mình giết người ta chứ không phải là mình cứu người ta. Cho nên là cháu làm thì theo đúng lương tâm của cháu. Muốn ai nói đi đâu nói, nhưng cũng có ông ấy kiểu cũng bị như ông này cũng làm công an chứ không tin tưởng thuốc của cháu. Thế chị sợ ông mang đi xét nghiệm mà cô nói đúng không có tí thuốc tây nào cả. Chị ngọ là là nhà ở Cao Thượng à? Người Làng Châu Cao Xá. Người Làng Châu Cao Xá ngay bên ngay cầu thốc này. Ừ, chị đấy trong ở Dương Lâm. À, Dương Lâm ở tận đâu ạ? Dương Lâm, Dã Nam. À, Dã Nam ạ. Đây chị học thì này, chị đi học nếu mà chị học thì học ở bên cái đông y này thôi chị. Ấy xong bây giờ chị về chị nằm ngoài đây chị hâm hở ở bên đông y Trương Cứu này, Trương Cứu Bắc Giang. Ăn tỉnh mình đấy, Nguyễn Thị Ngọt. Như là cái thằng này là cháu học cho ra đẹp nhé. Cháu học cái ấy để làm hành nghề đi, còn chính thằng cháu làm cho gia truyền. Thế này nhá, ông cứ lấy vải tàn ông tùm nước vào, ông nọc cái nước trong. Ông uống từ 3 đến 5 ngày, ông thấy hết các khớp, con người của ông cảm giác nó buồn hết, đi kiếm là được. Không, tôi thì giờ nó ít đau nhưng mà có ông là kiểu như cái dạng nó cố bệnh rồi, giờ tức giờ là đau đau là làm giờ nó là giai đoạn này nó là gọi là trong cái suy tĩnh mạch, nó là ấy rồi, nó là ấy rồi, nó là cũ rồi lồi đồng tôi á rồi. Rồi giờ nó chỉ đau một vừa thôi, trước lúc đau được tốt thì tôi nói là không nó gì hết, nhưng giờ nó thấy ngọt lắm, cái đấy nó bơ à, bắp đang bơ à. Đâu lúc ở quán ngồi mua nhưng ăn ngọt lắm, ăn được trẻ con ăn bắp răng bơ mình ăn ngọt đấy. Mày lấy của bác hàng ngọt cháu cho cháu là bên Ngọc Châu nó mời chiều đi rau uống thuyền thì tôi dạy cho ông đeo. Ô lấy trộm thằng này, lấy trộm mới trả ông đây mẹ bố thế nên là cô với chú là chú cô là người ở đâu cháu á? Cháu Nguyễn Thị Tiên. Nguyễn Thị Tiên cháu nào? Tiến à? Tiến thì tao giữa cái loãng xương cái nào xương to nhỏ mục đấy, cái mục của chỗ nào? Đang mục. 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 À chỗ nào? Còn chỗ trái tràng xong. Còn cái tiến. Dễ mùng tràng. Đấy nó vào đằng xong bốn đằng tràng đấy. Bốn tràng. Nhưng mà đem gà bác cho cái. Nào bà chi nào, bà chi nào, bà chi nào. Bà đi, con đưa cho bà. Con đưa bà. Nè, đưa bà. Ai giỏi nào, giỏi nào. Ai giỏi. Ít nói nhưng mà giả ngay. Chữ canxi nhưng mà nhanh lắm. Nhanh. Nói nhanh. Thế mời cũng như cho đi viện 13 tháng mới đi. Đi tận viện. Không chính ra như thế này thôi, chỉ chữ canxi nó lại khỏe. Nó đã cho đi tận viện. Nhà mày đẹp này phải đẻ 2-3 thằng con trai. Nhiều. Nó tranh nhau đạch việc. Cả nhà to nó lại mỗi thằng nó đòi cái nhà to này lấy đâu tiền. Cố lắm mới được cái này. Cho cháu đi trung ương đấy, nó cho thuốc về uống nhà. Canxi thì nó bảo để chống cái này, nó bảo cứ được rồi đi uống hai lần đi rồi. Cái này uống nhiều canh viện lắm à? Dinh dưỡng Hà Nội, chuyện dinh dưỡng quốc gia. Hôm trước là đi Hà Nội đi với bác Vinh đấy. Này nó có hay đi ngoài nữa? Không, dọn này chả đi ngoài. Bây này giờ đỡ hơn này, rồi. Cái rãi này hay chảy gì à? Nó đang mọc răng ấy. Mọc răng suốt ngày. Đeo cho nó em rãi ra không? Mười mấy cái răng rồi. Wow. Mọc quanh
suốt từ nó mới đi giờ cứ mọc răng liên tục. Anh con không được lấy của bố. 100 con gái không bằng hạt gái con trai đâu nhá. 100 thằng con trai không bằng tai con gái đâu nhá. Cái trêu đấy. Nó mới đưa ở chân ở đâu đấy, nó này, cho ông xem quyển này. Thế là chú thì chú nào? Đưa ông, con đưa ông. Giáo viên. Đưa cho ông quyển đảng bộ. Cho nhận, mượn quyển đấy về xem. Ông làm giáo viên mà giáo. Hai cho bố, ông bà. Ông bà xây cho. Có ba đứa thì hai đứa giáo viên, giáo viên bằng nói. Dương Lâm có gần thị trấn, ở Nhã Nam có gần thị trấn Nhã Nam không? Ở Nhã Nam thì vào xa. Cháu ở làng Dương Lâm. Từ Nhã Nam vào mấy cây nữa? Hai cây. Đi đường về Yên Thế đi thẳng về Cao Thượng. À thế thì ngược trên Cao Thượng này. Trên Cao Thượng này, đỉnh Nẻo này mới đến Nhã Nam. Đỉnh Nẻo không đến Dương Lâm không đến Nhã Nam. À thế thì... Ngay cây đa lên sơn đây. Rồi anh nhỉ, thằng này nó rồi nó... Thế là ông bà đã cả được mấy chú này? Độc mình đó. Hai cô con gái. Con độc, cháu đa mình phải đẻ thêm thằng nữa. Ít thế quá. Thôi được một thằng cũng tốt hơn chúng tôi, để chúng tôi còn ba cô cơ. Cô á? Ba cô hả? Đây có cô này rồi. Như giáo viên mà đẻ nữa là không cần đẻ. Không có đẻ được cũng chẳng sợ gì đâu, nhưng mà thôi. Vất vả lắm. Nuôi thế nào được, bây giờ đây mấy đứa nó đẻ cả. Một hai con không nuôi được. Nhưng có mình là mình. Ba con là vất vả lắm. Tôi nghĩ là không có vất vả, có cái muốn để hay không. Dần. Cụ 9-10 nhà tôi thì sĩ tịnh xe pháo điều hoàn thành nông gian. Như giờ nuôi nó giờ không bằng người ta. Bây giờ cho nó cái nghề lại cho nó nuôi được. Nuôi được. Nhà nhà chú đầy đủ, chú chỉ được ăn đi được làm nuôi con, có phải nghĩ đến nhà đâu. Bây giờ nuôi chúng nó giờ mai kia lo nghề này. Lại là y tế học đấy, đường này tất cả mọi cái theo cái mà nuôi vụ thì cũng dễ này nói chung đời cua đào được cái máy mệt lắm người cứ bảo là đẻ đông con vất vả nhưng mà 9 người người con ta thành đây có người 14 con vẫn nuôi được thành đạt hết đi nhưng có người 2-3 đứa không ra gì nên không kinh tế không được gái quá nhưng mà đa phần là ít nên chỉ có chăm sóc lo cho hai đứa tốt hơn là 10 đứa đó chú mà đây mà đây mà tôi nghĩ cái đẻ hai đứa rất ít tôi bắt mỗi đứa là tôi đẻ 3 đứa một trai gái đẻ 3 đứa mỗi gói nào uống 10 ngày đó ngày. Thế trước là ông công tác ở trên huyện. Tôi bộ đội. À bộ đội. Có sâu. Công tác ở huyện làm gì? Thế cái ông đào ngày mai ông bảo kể ra ta không làm chủ tịch thì ta không bị hút trong kiểu đường mày ạ. Có khả năng. Kiểu ăn uống các ông mỗi năm là người ta mời là các ông cứ đánh chén bạo mạng đi. Cái không giữ. Ông bảo kể ta không làm chủ tịch đâu hút thì sao ông kèm theo kiểu tiểu đường không có đâu. Chữa cho ông được khoảng chục năm thì bắt đầu ông được suy hết tĩnh mạch. Tĩnh mạch nó suy hết không người ta bảo mình. Nó tắc mạch thì tắc hết tĩnh mạch đi xong bắt đầu nó đen lên lại trong người ta bảo ông cưa chân nhưng may ông lại mở ông không thì tĩnh mạch thì ông không phải cưa chân nhưng cái đường đường kiểu đường nó nặng quá không trụ được chân không được chết chưa được 10 năm tôi là hôm nay bể ba ông hút nhưng mà không không qua tiểu đường là ông yên tâm bỏ ra không có vấn đề tiểu đường không vấn đề gì là an toàn xem thầy tướng số xem rồi 90 hôm nay mấy 73 bao giờ 90 khác họ mời cô ngoại hết cô ngoại có khi lại đi trước tôi cho số cô chị cho số điện thoại để ông lưu gì hết tôi có đây rồi nó trong đơn đi rồi thì nháy nháy ông hỏi ông Kiên là có biết cô ngoại làm nó uy hiếp cháu ông Kiên thì ông Kiên thằng Kiên đài anh em nó học thôi nhưng mà bây giờ ông già ông không run đấy Kiên thằng Kinh cơ hội bây giờ hội trưởng vào tay run run này hội trưởng hội đông y của Tân Yên là ai ạ bây giờ ông Khiêm Khiêm thế này ông nọ vào vợ Tiên mà ông bà là đi buôn tay thế ông để ý ông Tiên ông cũng thấy đi Tiên mới lại